Chào các anh chị trong ban lãnh đạo công ty và các anh em nhân viên trong công ty BMC trên mọi miền Tổ quốc. Tôi là Phó Đức Công Hoàng, nhân viên bếp tòa nhà Agribank số 2 Láng Hạ. Kính thưa các anh chị và các bạn, năm cũ đang dần qua đi, năm mới đến cũng là lúc chúng ta nhìn lại chặng đường của một năm qua, khi mà công việc thuộc về tôi cùng đồng nghiệp đã cố gắng để hoàn thành, rồi được học tập qua các chương trình như Kaizen, vệ sinh an toàn lao động. Mà công ty muốn phát triển, chúng ta đã được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, năm mới chúng ta cùng nhau hứa sẽ khắc phục dần những hạn chế đó. Chúng ta cùng nhau quyết tâm định hướng xây dựng một tập thể mạnh, một BMC xứng tầm với trong và ngoài nước. Năm mới, tôi xin kính chúc các anh chị trong toàn công ty một năm mới sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc với gia đình và người thân. Năm mới, thắng lợi mới, thành công mới.